Chẳng có ai thành công mà lại không vấp ngã đôi lần. Vấp ngã thực ra lại là một trải nghiệm cực kỳ thú vị để giúp chúng ta nhìn nhận và chuẩn bị cho những thành công vang dội trong tương lai. Chính vì thế trong video ngày hôm nay, Trang muốn chia sẻ với các bạn về chính những vấp ngã, những thất bại của bản thân Trang và cách mà Trang đã biến những thất bại, vấp ngã đó trở thành động lực để sống tích cực và tự tin hơn mỗi ngày. Và chào đón các bạn đang cùng quay trở lại với YouTube channel I Am Mai Trang. Trước kia Trang từng chia sẻ với các bạn về 4 mức độ trong hiệu ứng của Dunning-Kruger. Và 4 mức độ này chính là 4 mức độ về nhận thức của bản thân, về trình độ, về khả năng của bản thân mình. Nó bao gồm, đầu tiên đó là không biết là mình kém. Có nghĩa là khi mình còn ở trong cái bọc của bản thân mình á, thì mình nghĩ là cái gì mình cũng biết, mình tự tin lắm. Cho đến khi mình bước ra ngoài thế giới ngoài kia và mình mới thấy rằng là à, hóa ra thế giới ngoài kia còn nhiều thứ rộng lớn và mênh mông quá. Đó là khi chúng ta trải nghiệm. Nấc thứ hai đó chính là biết rằng mình kém. Sau khi trải nghiệm ở mức độ thứ hai này, chúng ta sẽ đến với mức độ thứ ba, đó là biết rằng mình giỏi. Khi mà dần dần chúng ta đã lấy lại được sự tự tin qua việc học tập, qua việc trau dồi kiến thức của bản thân mình, và cuối cùng khi chúng ta đã trở thành một chuyên gia thì chúng ta sẽ có thể đến với một mức độ cao nhất, tuyệt vời nhất, đó là không biết là mình giỏi nữa luôn. Thông thường chúng ta sẽ cảm thấy buồn bã, thất vọng về bản thân mình nhất khi chúng ta ở trạng thái thứ hai, đó chính là biết rằng mình kém. Khi mà chúng ta thấy thế giới ngoài kia sao mà rộng lớn thế, bao la thế, và hóa ra những gì chúng ta biết được từ trước tới giờ mới chỉ nhỏ bé như một hạt cát giữa đại dương mênh mông. Và lúc này giống như trèo cao, càng tự tin về bản thân bao nhiêu thì ngã càng đau. Ngã bịch xuống đất rồi, chúng ta mới phát hiện ra là à, mình còn kém cỏi quá nhỉ. Đến đây chúng ta sẽ có hai lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên, chúng ta cảm thấy cú ngã này đau quá, không còn có sức lực để bước tiếp nữa, chúng ta sẽ quay trở về với vòng tròn an toàn của mình. Còn phương án thứ hai, chúng ta có thể cảm thấy rằng à, cú ngã này đau thật đấy, thế nhưng mà nếu như biết cách trèo tốt hơn, nếu như biết cách nhìn xa trông rộng hơn, tìm hiểu mọi thứ kỹ càng hơn thì lần sau chắc sẽ không ngã đau như vậy nữa đâu. Thế nhưng cú ngã nào cũng như vậy, luôn luôn đau. Và cái khoảng thời gian để hồi phục lại vết thương này chính là lúc mà chúng ta buồn bã, xấu hổ và tủi hổ nhất. Vì thế Trang nghĩ rằng sau mỗi vấp ngã và thất bại, đặc biệt là những vấp ngã hay thất bại lớn đầu đời, việc mà các bạn có thể làm đó là hãy dành một chút thời gian để nghỉ ngơi sau vấp ngã, sau thất bại đó. Để làm gì? Để phủi quần, phủi áo, để nhìn lại xem con đường chúng ta đã đi ra sao, chúng ta đã đi thế nào mà lại ngã đau thế nhở? Hay còn gọi là để dưỡng thương một chút xíu trước khi chúng ta thực sự bắt đầu cởi mở hơn, lành lặn hơn và đến với một giai đoạn tiếp theo của cuộc đời mình. Nhưng sẽ chẳng ích gì nếu như chúng ta cứ ở nhà dưỡng thương mãi mà không chịu mở cửa bước ra bên ngoài. Trong một cuốn sách mà Trang rất thích có tên gọi là Principles của tác giả Ray Dalio, có một công thức mà Trang rất nhớ, đó là Pain and reflection equals progress. Có nghĩa là mỗi lần mà chúng ta vấp ngã đau đớn cộng với việc chúng ta nhìn nhận, đánh giá lại bản thân mình thì sẽ cho ra những tiến bộ vượt trội. Chính bởi vậy, sau khi đã dành một chút thời gian cho bản thân mình thì đây là lúc mà chúng ta nên đứng dậy để nhìn nhận và đánh giá lại con đường mà mình đã đi, để xem bài học kinh nghiệm gì mà chúng ta có thể rút ra. Như một số bạn có thể cũng đã biết, Trang là một MC truyền hình. Còn ở ngoài khuôn khổ của truyền hình thì Trang cũng là một MC cho các sự kiện lớn, bao gồm cả những sự kiện trong nước và những sự kiện quốc tế nữa. Khi lên đến đại học thì Trang được một thầy giáo, cũng là một người đồng nghiệp trong nghề mà Trang cực kỳ kính yêu, đó là thầy Hoàng Anh Duy, đã giúp cho Trang có được những cái trải nghiệm ở trong nghề nghiệp là nghề dẫn chương trình. Trong đó có một kỷ niệm mà đến bây giờ khi nhắc lại Trang vẫn còn cảm thấy hơi bồi hồi một chút. Đó là một sự kiện đã đánh dấu một trong những thất bại đầu tiên trong nghề dẫn của Trang. Để Trang kể cho các bạn về câu chuyện này ha. Trang nhớ đó là một sự kiện động thổ của một công ty lớn có rất nhiều đối tác là người nước ngoài. Và đây là một sự kiện mà thầy giáo của Trang, thầy Hoàng Anh Duy đã giới thiệu để Trang đồng hành cùng thầy ở trên sân khấu đó. Cả Trang và thầy Duy sẽ đóng vai trò là người MC dẫn chương trình, vừa dẫn tiếng Việt vừa dẫn tiếng Anh. Và trong đó thì có rất nhiều các bài phát biểu của các vị khách mời, cả người Việt Nam, cả người nước ngoài. Thông thường khi mà lên phát biểu trong những sự kiện như vậy thì mỗi vị khách mời cũng sẽ chuẩn bị sẵn một phần phát biểu, một phần trình bày. Nhưng có một chuyện mà Trang đã không lường trước được ở thời điểm đó, đó là có một vị khách mời là một quan chức người Việt Nam, khi mà lên sân khấu phát biểu thì ông ấy đã vứt luôn cái tờ kịch bản chuẩn bị sẵn đó đi, mà ông ấy hoàn toàn tự biến tấu và phát biểu một cách cực kỳ ngẫu hứng. Mà bài phát biểu đó lại còn chi chít những ngôn từ đặc thù, bao gồm những khái niệm về kinh tế này, rồi khái niệm về dự án, thông tin, con số, dự án đã được triển khai như thế nào, rồi tên của những đối tác người nước ngoài, khiến cho Trang khi đó là người hỗ trợ phiên dịch bài trình bày của vị khách mời đó sang tiếng Anh đã ở trong trạng thái cực kỳ hoảng loạn. Khi đó thì Trang nhớ Trang mới là một cô sinh viên mới ra trường thôi. Và khi ở trong trạng thái như vậy thì Trang thực sự không biết làm gì. Trang còn nhớ chính xác cảm giác Trang đã run bần bật ở trên sân khấu như thế nào. Trang cố gắng giữ bình tĩnh và dịch những gì mà Trang biết với vốn từ ít ỏi mà Trang biết khi đó, để có thể hoàn thành được công việc, nhiệm vụ của mình ở trên sân khấu. Nhưng khi bước xuống thì Trang biết rằng ở trong đôi mắt của khách hàng hay là ở trong cả đôi mắt của thầy giáo của mình cũng có đôi chút thất vọng. Trang thực sự cảm thấy rất buồn sau sự kiện đó. Trang thấy rằng mình đã gây ra một cái tội gì đó rất lớn. Lúc đó thì Trang mới chỉ là một cô sinh viên mới
mới ra trường thôi, và những vốn từ về tiếng Anh chưa nhiều, những trải nghiệm trong những quá trình dẫn cũng chưa có nhiều nữa. Mặc dù việc phiên dịch trực tiếp ở trong một sự kiện không nằm trong danh sách yêu cầu của một MC, thế nhưng tình huống đó xảy ra, nếu như chúng ta xử lý không có tốt, nếu như mình làm không tròn vai, thì tất nhiên uy tín của mình sẽ bị ảnh hưởng. Và buồn bực hơn nữa, đó là sự kiện có thể sẽ không thành công như mong đợi. Trong suốt khoảng thời gian sau đó, rất dài, Trang đã cảm thấy cực kỳ tự ti. Trang vừa tự ti về khả năng dẫn, mà tự ti hơn rất nhiều đó là khả năng tiếng Anh, khả năng ngoại ngữ của mình. Lúc đó rồi Trang mới nhận ra rằng hóa ra tất cả những lời khen của những thầy cô giáo hay là những bạn bè của mình ở môi trường đại học nói rằng tiếng Anh của em tốt quá, khả năng giao tiếp của em tốt quá mới chỉ là những lời nói, những lời khen ở một môi trường rất nhỏ thôi. Và chính những lời khen đó đã khiến cho một cô sinh viên mới ra trường có nhiều thành tích cá nhân cảm thấy bị ngộ nhận và đôi khi cảm thấy quá tự tin về khả năng của mình. Chính bởi vì thế Trang đã quyết định phải làm một việc thứ ba mà Trang cũng muốn khuyên các bạn. Sau khi nhìn nhận, đánh giá lại bản thân thì hãy bắt đầu lên một kế hoạch thực sự cụ thể, chi tiết để thay đổi bản thân mình. Không thể ở nhà mãi được, không thể nào mà cứ vùi mình ở trong nỗi thất vọng về bản thân mình. Trang phải quyết định đối diện với nỗi sợ của chính mình và Trang bắt đầu đi tìm những người tốt nhất, giỏi nhất, nói tiếng Anh hay nhất. Rất may mắn cho Trang ở thời điểm đó, Trang đã tìm đến được với 2204. Và đây đã là một nơi không chỉ thay đổi Trang về tiếng Anh mà còn hoàn toàn về con người nữa. Và Trang nhớ đó là một khoản đầu tư trị giá 1.000 đô cho một khóa học tiếng Anh ở 2204. Nhưng đây thực sự là một khoản đầu tư quá chất lượng, quá tuyệt vời. Khi mà biết đến 2204 và đến học ở 2204, Trang mới biết rằng là từ trước đến nay mình học tiếng Anh rất là lung tung và mình mới chỉ học ở phần ngọn thôi. Nhưng mà khi được tiếp cận với những người thực sự nghiên cứu về tiếng Anh như là Eric thì Trang mới hiểu được rằng là để giỏi về tiếng Anh, để biết tiếng Anh thì mình còn cần phải đào sâu, mình cần phải nhớ lâu, mình cần phải thực sự đầu tư thời gian cho nó và yêu môn tiếng Anh này. Và sau khi kết thúc khóa học tiếng Anh ở 2004 thì bất ngờ chưa, Trang còn được mời để ở lại trở thành một giáo viên tiếng Anh này, sau đó thì cũng trở thành người nghiên cứu những giáo trình, và đến bây giờ thì 2204 trở thành một phần trong cuộc sống không thể thiếu với Trang được nữa. Năm ngoái khi mà Trang thi bài thi về TOEFL thì nó gần như đánh dấu sự thay đổi của Trang vậy ạ. Và ở bài thi TOEFL này thì Trang đạt 30/30 listening, tương đương với 9.0 listening IELTS ha, và 27/30 speaking TOEFL, tương đương với khoảng 8.0 speaking trong IELTS. Đến bây giờ thì Trang rất là vui vẻ, hào hứng và phấn khích khi mà được nhận những lời mời để dẫn những chương trình song ngữ hoặc thậm chí là có những bài chia sẻ hoàn toàn bằng tiếng Anh. Cho nên Trang nghĩ rằng là mọi thứ đều có thể, phải không nào? Khi mà chúng ta đi từng bước một, đầu tiên là cho mình một chút thời gian nha. Sau đó là mình có thể nhìn nhận, đánh giá lại bản thân mình và lên một kế hoạch cụ thể để thay đổi bản thân mình thì không gì là không thể hết. Nói thì như vậy nhưng cũng phải chia sẻ thực với các bạn là đôi khi trong cuộc sống những kế hoạch mà mình lên nó cũng không diễn ra như mình mong đợi, thậm chí là không diễn ra một chút nào luôn, và đôi khi mình cũng cảm thấy bất lực với bản thân mình lắm luôn á. Đây chính là khoảng thời gian khoảng một năm về trước khi mà Trang gặp phải nhiều vấn đề về ngoại hình của mình, đặc biệt là khi Trang phát hiện là khuôn mặt của mình có vô số nhiều mụn ẩn mà Trang không biết nguyên nhân là vì sao hết. Trang đã đi từ phòng khám này đến phòng khám khác, từ bệnh viện này sang bệnh viện kia, xem rất nhiều video, nghiên cứu nhiều tài liệu, thử không biết bao nhiêu tiền mỹ phẩm rồi spa. Thế mà 6 tháng trời ròng rã, Trang vẫn không biết được nguyên nhân vì sao mà Trang lại bị nhiều mụn ẩn như vậy. Mà xưa giờ Trang chưa từng bao giờ bị vấn đề này hết. Và Trang từng nhớ cái khoảng thời gian đó, mùa hè năm ngoái, mỗi lần thức dậy á, nhìn vào gương, Trang không muốn bước ra ngoài. Và Trang thực sự đã có những đêm nằm ở trên giường khóc một mình, không biết kể cho ai hết. Rồi các bạn biết cái gì buồn cười không? Khi mà trên khuôn mặt của mình hoặc là ngoại hình của mình có một cái điểm gì đó mình không cảm thấy ưng ý hoặc là mình cảm thấy xấu hổ á, thì tự nhiên những cái phần khác trong cơ thể của mình cũng thấy xấu luôn. Và rồi tệ hơn nữa là khi mà Trang theo dõi lại chi tiết những cái video của mình thì Trang thấy là hàm răng của mình không có đều. Không phải tự nhiên mà Trang xem lại đâu, bởi vì lúc đó cũng rất nhạy cảm. Và thời điểm đó lại có nhiều bạn khán giả nhắn tin cho Trang là: chị ơi sao em thấy răng của chị không có đều, chị ơi sao chị không phẫu thuật lại đi, chị ơi sao chị không chỉnh cái này sửa cái kia đi, và khiến cho mình lại càng tự ti hơn nữa về ngoại hình của mình. Trong suốt khoảng thời gian đó, ròng rã từ đầu mùa hè cho đến tận mùa đông thì Trang tìm nhiều cách khác nhau để cải thiện ngoại hình của mình. Trang thì không phải là một người mà thích dao kéo, cho nên Trang cố gắng tìm những cách tự nhiên nhất, từ từ nhất, có thể mất thời gian nhưng mà nó có sự thay đổi. Và chính bởi vì thế cho nên Trang đã làm hai việc trong năm vừa rồi. Thứ nhất là Trang đi tìm những phòng khám uy tín cũng như là bắt đầu trên một cái hành trình thay đổi bản thân về gương mặt. Và Trang cũng đã chia sẻ về cái hành trình này, hành trình trị mụn ẩn của Trang ở video này. Các bạn có thể xem nếu như các bạn cũng đang gặp tình trạng tương tự. Và thứ hai là Trang đã quyết định đầu tư cho bản thân như một món quà vào dịp Giáng sinh năm ngoái để thay đổi lại cái hàm răng của mình, và Trang đã chọn đến với Invisalign. Trang muốn chia sẻ với các bạn câu chuyện này bởi vì đây là một hành trình dài, một hành trình cần
sự kiên nhẫn. Thế nhưng mà sự thay đổi của nó cùng với sự phát triển ở trong con người của mình, sự nhìn nhận lại về bản thân của mình, nó đã khiến cho Trang cũng thay đổi và mang lại cái nụ cười của mình. Sau một khoảng thời gian nghiên cứu rất là kỹ, xem các phương pháp, các lựa chọn về niềng răng như thế nào phù hợp, thì Trang quyết định chọn đến với Invisalign. Và nó thay đổi hoàn toàn cái cách thức mà Trang nhìn nhận bản thân mình, cũng như giúp Trang lấy lại sự tự tin. Nếu như bạn nào mà chưa biết thì Invisalign là một thương hiệu về niềng răng rất là nổi tiếng ở trên thế giới. Nó phải nổi tiếng và quen thuộc khoảng từ hơn 20 năm nay rồi. Và nó đã được sử dụng bởi Justin Bieber này, Tom Cruise này, rồi Oprah Winfrey. Còn ở Việt Nam thì Invisalign đã cực kỳ phổ biến với những gương mặt nổi tiếng, ví dụ như là Min, ca sĩ Min á, hay là chị MC Minh Trang, hoặc là diễn viên Đan Lê. Và bản thân Trang cũng là người mà được chị MC Minh Trang giới thiệu biết đến với Invisalign, bởi vì hai chị em cùng là người trong nghề và biết rằng là mình sẽ cần phải xuất hiện trước công chúng, mình sẽ cần phải giao tiếp, mình sẽ cần phải dẫn chương trình nhiều, và mình không thể chọn một cái phương pháp niềng răng mà sử dụng những cái niềng răng bằng sắt và nhìn thấy được. Vì thế cho nên Trang quyết định tìm đến với Invisalign, và thực sự là nó có một tác động cực kỳ tích cực đến cuộc sống của Trang. Mỗi ngày cái niềng răng nó khiến cho khuôn răng của mình thay đổi. Mình nhìn vào gương mình thấy là răng mình đẹp hơn hôm qua một chút, tuần này đẹp hơn tuần trước một chút, tuần này đều hơn tuần trước một chút. Và cái sự chăm sóc răng miệng nó cũng là sự chăm sóc với bản thân mình cùng với Invisalign đó. Nó khiến cho mình thấy rằng là mình dần dần quan tâm đến bản thân mình hơn, mình không có để bản thân mình đôi khi bị bỏ quên mất nữa. Bên cạnh đó nữa, không chỉ là về sự tiện lợi cũng như là cái quá trình thay đổi đâu, mà Trang còn cảm thấy cực kỳ tin tưởng, bởi vì Trang thì tìm hiểu rất là kỹ về Invisalign. Invisalign là thương hiệu đầu tiên mà làm về niềng răng vô hình nha, cho nên là những cái công nghệ của họ luôn luôn là công nghệ đột phá, công nghệ về độc quyền cũng có rất nhiều luôn, và cả những công nghệ cải tiến về sản phẩm nữa, bao gồm là cải tiến về sản phẩm cho khách hàng sử dụng này, cải tiến về công nghệ trong cách giao tiếp giữa bác sĩ và bệnh nhân này, rồi là cải tiến trong công nghệ mô phỏng tương lai xem là hàm răng của mình nó sẽ như thế nào, thay đổi ra sao để mình có cái nhìn. Và rồi trong suốt cái chặng đường đó, mình sẽ có bác sĩ giúp đỡ mình, theo dõi mình, và nếu như cần một sự chỉnh sửa nào đó ngay lập tức thì mình có thể dừng lại và đo ni đóng giày một cái lộ trình cho riêng mình với hàm răng của mình. Vì thế với Trang thì hành trình Invisalign hay là niềng răng vô hình nó không quá dài, nó chỉ diễn ra khoảng chừng nửa năm thôi. Thế nhưng mà đến bây giờ thì Trang thấy rất là hạnh phúc. Và mỗi lần mà nhìn vào gương và thấy mình là cười tươi lên xem nào, khi mà mình giơ một cái máy ảnh lên để mình muốn chụp selfie thì mình cũng tự tin hơn, mình cười tươi hơn, thì mình thấy rằng cái tự tin đó của mình không phải ngẫu nhiên mà có, không phải ngày 1, ngày 2 mà có. Mặc dù có thể có rất nhiều phương pháp các bạn có thể chọn mà ngày 1, ngày 2 cũng khiến cho mình có sự tự tin đó nha, nhưng mà Trang cực kỳ tận hưởng cái hành trình, cái quá trình Trang đi cùng với Invisalign, đi cùng với niềng răng, đi cùng với cả sự thay đổi về ngoại hình của bản thân mình nữa, để mình thực sự cảm nhận rằng là cái gì thành quả cũng cần kiên trì, cũng cần thời gian, và cuối cùng nó cũng sẽ cho mình một kết quả nào đó. Và bây giờ các bạn có thể nhìn thử nha, đây là hàm răng của Trang. Trang rất là tự tin khi mà Trang cười trước ống kính máy quay với các bạn. Nó rất đều, nó rất đẹp, và quan trọng nhất, nó vẫn là răng của mình, không phải răng của người khác ha. Mặc dù là kết thúc quá trình niềng răng lâu rồi, nhưng mà Trang rất là thích cái bộ dụng cụ mà Invisalign tặng cho Trang. Trong đó có một cái hộp, đây chính là cái hộp đựng cái khay niềng răng của Invisalign. Nó nhỏ, nó xinh, nó giống như một cái hộp phấn vậy đó. Và đây đã là thứ mà đồng hành với Trang trong suốt 6 tháng niềng răng. Khi mà mở nó ra thì nó sẽ như thế này, nó sẽ có hình cái hộp phấn, và ở bên trong mình có thể đựng cái khay niềng răng. Mỗi lần mà mình đi ra ngoài gặp gỡ bạn bè, hoặc là đi chơi, đi ăn uống, đi hẹn hò với bồ, thì mình có thể bỏ cái niềng răng của mình ra, mình cất vào đây. Sau đó mình thoải mái ăn uống, vui vẻ. Trang đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc niềng răng rồi. Và bạn nào mà đang định lựa chọn Invisalign hay là niềng răng vô hình á, thì các bạn hãy nhớ là xem những cái videos của Trang về chủ đề này ở đây nhá, để các bạn có thêm được nhiều cái kinh nghiệm hoặc là những cái tips trong quá trình niềng răng như thế nào cho nó thuận tiện nhất mà hiệu quả cao nhất. Invisalign, câu chuyện về ngoại hình hay là câu chuyện đi dẫn MC á, nó chỉ là một vài trong số rất nhiều những câu chuyện thực tế, ví dụ thực tế về những khoảnh khắc mà mình đã cảm thấy bất lực, cảm thấy buồn bã về bản thân mình. Và điều này nó sẽ còn diễn ra trong tương lai nữa các bạn ạ. Chúng ta không dự đoán trước được, và chúng ta không thể chắc chắn rằng tất cả những gì chúng ta làm trong tương lai sẽ đều thành công. Chính bởi vì thế, mỗi lần mà chúng ta vấp ngã hay thất bại, Trang muốn các bạn hãy thử lấy một cái gương ra và nhìn vào mình ở trong tấm gương đó, để xem việc chúng ta buồn bã lâu ngày, việc chúng ta thất vọng, việc chúng ta tiêu cực, liệu có thay đổi được những gì đã xảy ra hay không. Nếu như không thay đổi được thì tại sao không khoác lên mình một chiếc áo lạc quan, một góc nhìn khác, một cái nhìn mới mẻ hơn về bản thân mình, và lấy lại động lực đi thôi. Bởi vì chỉ có cách đó chúng ta mới có thể trưởng thành. Và thay vì nhìn thất bại như một thứ gì đó đáng sợ, thì tại sao chúng ta không phấn khích về nó để chào đón nhiều thất bại hơn. Trang còn nhớ câu chuyện về một người nữ doanh nhân có tên là Sarah Blakely. Chị ấy là chủ của một thương hiệu quần tất nổi tiếng ở bên Mỹ, là thương hiệu Spanx.
Khi mà chị ấy còn nhỏ thì bố của chị ấy thường hay chờ đón chị ấy ở cửa nhà mỗi lần mà Sarah quay về nhà. Và khi mà chị chạy về nhà thì bố chị ấy sẽ hỏi câu đầu tiên là: Sarah, ngày hôm nay ở trường con có thất bại nào mới không? Con có sai lầm nào mới không? Kể cho bố đi, bố háo hức lắm. Và chính bởi vì sự háo hức này của bố đã khiến cho chị Sarah không còn cảm thấy sợ hãi với thất bại nữa. Và mỗi ngày đều cảm thấy rằng sai lầm thất bại mà mình đã đi qua nó chỉ là một thứ gì đó rất đơn giản, rất nhẹ nhàng thôi. Và hãy mạnh mẽ lên, hãy dũng cảm lên để chào đón những thất bại đó ở trong cuộc đời. Trang mong rằng các bạn cũng sẽ có cái nhìn tương tự, bởi vì Trang biết có thể giai đoạn này nhiều người đang cảm thấy khá buồn bã về bản thân mình khi mà có những thất bại đầu tiên, chẳng hạn như là không có những cái nguyện vọng như là mong muốn của mình trong việc thi đại học chẳng hạn. Không sao hết, mọi thứ đều sẽ được vượt qua thôi. Hãy thử những cách mà Trang đã chia sẻ trong video ngày hôm nay nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của Trang. Chúc các bạn sẽ có một tuần tràn ngập niềm vui, tràn ngập tiếng cười. Và hãy nhớ nhé, chỉ cần các bạn kiên trì thì nụ cười sẽ luôn luôn ở lại cạnh bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.